sang hộ được chưa tê? Sang hộ được chưa? Hả? Tao có tiền tao đóng không mới nói. Chủ mới không có tiền á. Nói vậy hả? Chơi mấy lần rồi, bộ chưa chơi đâu. Con kêu nó gọi cho cậu. Con kêu nó gọi cho cậu bé nghe. Cái nó gọi mà nó nói cậu chưa bắt máy. Cái nó nói mà chị hai bình tĩnh đi. Thầy kêu chờ 1 tháng mà. Cái con nói tháng sau tiền đâu xài. Nó nói sang hụi được là khỏe rồi, đâu có gì đâu lo. Thì nó nói là tháng sau khỏe rồi, có gì đâu mà lo. Nó nói con đừng lo. Con kêu nó gọi cho cậu đi, không mấy tiệm khác. Nó nói từ từ, đâu có gì đâu gấp.